Rồi, ok. Lúc thầy cúi xuống thì em lại bị đau ở đây. À, đau nhiều không? Dạ, đau nhiều lắm. Rồi giờ đứng dậy. Mà đứng lên đó thì hơi khó, là mỗi lần đứng lên thì phải kiếm một cái gì để mà dịch, để mà đứng lên. Thì khi mà đứng lên thì bắt đầu hai cái đầu gối này với lại cái phía đằng sau này thì nó rất là bị đau. Ok. Nhưng mà lúc xưa trước thì em bị lại không phải như vậy. À. Mà cái bệnh này nó lại bị từ cái lúc mà mới bắt đầu từ tháng 12 đến nay. Rồi. Là có nghĩa là cái bệnh của em nó bị di chuyển. Rồi. Nhưng theo cách năm 2014 là cách đây 2 năm đó, thì em làm EM đó ở nhà thương đó, thì nó cho em biết là em bị xương cột sống lưng của em nó bị mờ. Rồi bây giờ nó nhẹ bệnh qua một bên. Là bây giờ nó nói là cái đĩa đệm của em đó, bây giờ nó mò tới 4 cái đĩa đệm, là từ N3, N4 và N5, okay. Là S1. Là bây giờ nó nói cái em là bây giờ xương sống đó. Thì em nghe bác sĩ nó trả em là tại vì nó nói người Á Châu mình đó, ăn uống không có đầy đủ chất dinh dưỡng. Thì bây giờ xương cốt thì nó mòn hết chân, rồi xin mời chân. Thấy chưa? Đây. Dạ. Nhìn cái chân ha. À, dạ. Chân mới đi dài hơn, chân mới đi ngắn hơn. Được chưa? Rồi, này bị lại rất là rõ ràng. Dạ. Đây. Dạ. Thấy dạ. Chưa? Dạ. À, là rất nhiều. Và cái đầu cái mắt cá này nó như vậy. Dạ. Mọi người nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Rồi, chị bỏ chân xuống. Và mọi người nhìn tôi điều chỉnh này nha. Đây. Đưa hai cái nè, mọi người đây nhìn tôi điều chỉnh này ha. Là tôi để vô cái kẻ ngón 4 năm ở đây. Thấy chưa? Dạ. Và khi để kẻ 4 năm xong rồi á là tôi bấm sâu vô. Nè, và tôi để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, bây giờ chị thấy khi mà tôi bấm vậy chị có cảm giác gì? Tê tê rút rút ra ha. Và mọi người xem tôi đo chân lại ha. Chị ngồi thẳng lưng đi. Rồi, mọi người thấy sao rồi? Nó khác. Dạ. Chung khác. Nó khác. Rồi. Cái gót khác nữa. Chênh lệch nhiều hơn hồi nãy. Đó, rồi. Ok. Thì bấm vô xong là tại vì nó đẩy lên trên cái thần kinh của não á, và nó làm cái lực và nó chuyển xuống đây. Thành ra chúng ta thấy kết quả liền ngay lập tức. Còn chị đây. Rồi, mọi người nhìn nha. Đây đưa hàng không? Khoan đưa chứng. Nãy đã đưa rồi. Rồi mọi người nhìn đây nha. Ngón 4, ngón 5 ha. Ngón 4, 5 thấy chưa? Thấy tôi đặt vô chưa? Giờ tôi đẩy này nha. 4, 5, 6. Đâu dễ sợ. Mỗi lần chị rung mình vậy, là cái cuộc sống nó chỉnh trở lại. Rồi tê luôn phải không? Rồi, bây giờ chị vui lòng cho tôi mượn hai chân chia lại. Đây. Rồi mọi người nhìn đây. Rồi, ngồi thẳng lưng lên đi. Rồi mọi người nhìn thấy cái gì đây? Trời ơi. Trời sao nó bằng lợi rồi. Rồi. Thấy chưa? Dạ. Là nó mà chị có cảm giác liền không? Đau lắm mà. Đau lắm. Rồi, dạ, đau mọi đau. Người xin vui lòng tránh ra hết vô này đi. Dạ, cảm thấy như là lúc thầy bấm vô đó, nó cảm làm như là điện nó dịch mình vậy đó. Rồi, chị bỏ chơi. Rồi rồi mọi người vui lòng tránh cho tôi. Rồi đi. Rồi đứng dậy đi. Nhẹ người, nó gọn ràng liền. Không có rung nữa. Chị thấy sao rồi? Thấy lên nó dễ hơn. Dễ mà. Lúc này chị ngồi dậy thì thấy nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Vâng. Rồi xin cảm ơn chị. Rồi một lần nữa. Rồi, chị cho biết cảm giác gì sao? Cảm giác là nó nhẹ hơn hồi nãy và nhanh hơn hồi nãy, nhưng mà không có đau. Nhưng mà mỗi lần em đứng xuống ngứng lên thì em nghe cái đầu gối em nó kêu rắc rắc vậy. À rồi, xin cảm ơn chị. Bí mật nhất là ngũ bội tâm tinh. Nhưng mà mọi người thấy có một cái điều này nè, là những cái mà tôi làm á thì thường thường những người thầy thuốc người ta làm này làm nọ ta giấu, còn này tôi chỉ rõ ràng. Mọi người thấy cứ làm đúng vậy, cho nên tại sao mà cái phương pháp nó đơn giản dễ dàng như vậy ha. Thì bây giờ tôi sẽ bấm lần lượt ngũ bội tâm tinh gì này, bấm bực ngũ bội tâm tinh gì này, để mọi người sẽ thấy cái kết quả nó thế nào ha. Rồi nhìn đây, tôi bẻ cái ngón tay này, mọi người chú ý nha. Dạ. Là mình không được bấm ở ngay cái đầu này hoặc là ở bên phía này. À. Vì ngũ bội tâm tinh là gì? Ngũ bội tâm tinh là cái kẽ giữa của cái đường kề sen kẽ này nè, giữa của ngón tay, ngón chân và bàn chân. Thì cái bấm của mình á là làm sao xen được cái kẽ đó. Và muốn á, mà làm cho có kết quả đó thì cái chân này thì phải co lên đó. Thấy chưa?
Vì sao mà co? Vì khi cái dây thần kinh tọa nó chạy dài xuống nè, ta là co vậy nó mới căng lên được. Và khi bấm thì ta co cái dây này lên. Thì mọi người thấy cái này cũng co lên, và ngón chân này cũng co lên. Và tôi thì tôi bấm khác mọi người, tại tôi bấm lâu rồi, thì tôi sẽ bấm cái đai tôi là như phím đàn. Và mọi người thấy nè, bây giờ tôi đã gây ngón út ở đây, thì tôi cũng lắc ngón út, nhìn đi nè, 2, 3, 4, 5 theo. Rồi tới ngón kế này, áp út, thì tôi cũng bấm này, 1, 2, 3, 4, 5. Và cái ngón giữa tôi cũng bấm ngón giữa, thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tới cái ngón trỏ này, tôi cũng bấm ngón trỏ, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tới cuối cùng là tôi bấm ngón này, là tôi bấm là 1, 2, 4, 5, là ngón này. Bây giờ trở lại, tôi bấm đó là một lần. Mọi người nhớ nha, là để hơi mình làm là một lần là 5 cái. Giờ tôi bẻ nó lên, bẻ lên, bắt đầu nghe nó đau cái gì ha. Dạ. Tại sao biết không? Nó làm cho căng nó hết tới đây là... đó, đó. Nó lên tới đó. Nó chạy lên tới đây rồi. Rồi chạy lên nó tới đó. Nó đau ở đây mà hùng rồi nó chạy lên tới đây. Nó chỗ này, cái chỗ này nó nhói lên. Rồi, bây giờ xem cô nó chạy tới đâu nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm tiếp nè. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi bẻ lên cái. Bây giờ cảm giác làm sao? Tê tái. Dạ. Nói hết được luôn. Nói hết được luôn. Mọi dạ. người biết á. Là đau hồi, quá trời. Đau lắm. Dạ, nhưng mà cái chỗ này lại không có đau nữa. Không đau nữa. Em không biết tại sao. Như hồi nãy thì nó đau ở đây, nhưng mà nó chạy ở tới đây thì chỗ này nó giật một cái. Nhưng mà lần này thì... rồi. Dạ, nhưng mà lần này đó thì cái chỗ này nó không giật nữa rồi. Không còn giật nữa. Nó nằm im luôn. Và tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem cái bấm của bà Lịch mà không ai mà hồi xưa người ta cứ thấy bấm. Thì mọi người thấy bà lấy cái tay nè. Trời ơi. Nó như cũng là bấm đàn vậy đó. Thấy xong rồi đó. Thấy không? Thì thấy cái lần thứ ba này thấy sao? Chị rung quá nè. Thấy rung quá trời. Đau. Đau quá trời. Đau, đau. Đau hết, không có nổi luôn. Bị đau như vậy á. Dạ, đau quá. Nó điều chỉnh xuống lên cái đó. Nhưng mà lạ một cái gì này, là khi mà chúng ta làm đau vậy đó, nhưng mà sau khi á, chị này bước ra, chị đi nhẹ hẳn giống như cái người đi trên mây vậy. Nó hay lên chỗ đó. Ha. Rồi, bây giờ cái đó là ngũ bội. Dạ, là chúng ta. Rồi. Bây giờ tự dưng mấy ngón chân dạ, làm như nó không còn một cái sức chịu đựng của một cái bàn chân nữa đâu. Yeah. Tự dưng nó nhẹ hẳn ra luôn này. Mà hồi nãy rất là đau lúc mà nó đau, nghĩa là đau nó đi tới hết tới trong người mình luôn, nó nói không được luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà thầy buông cái ngón tay ra đó, thì tự dưng cái cảm giác cái bàn chân mình nó nhẹ hẳn đi, nó giống nhẹ như là mình không còn cảm giác là cái ngón chân của mình nó liên hệ với cái bàn chân mình, nó thấy nó nhẹ hẳn hẳn như là nó mình bay trên mây vậy đó, nó nhẹ nhưng, cách lạ lùng. Nhưng mà chưa đâu. Mới ngủ bội nha. Dạ, còn tam tinh nữa. Rồi tam tinh. Tam tinh là ở dưới gót chân. Ở dưới ngón chân này. Giỏi rồi đó. Dạ, coi đĩa của thầy rồi. Trước khi đến đây đã coi đĩa của thầy rồi. Rồi, tam tinh. Mọi người tam tinh đó là cái điểm điểm và kẽ của cái ngón và cái bàn, nhưng mà nhìn thấy kẽ chưa? Và chúng ta dùng cái gì? Phải dùng ngón cái. Điều quan trọng là mọi người nhớ nha, là chúng ta phải cắt cái móng tay. Dạ. Nha. Mọi người nhìn tôi để nè. Thấy chưa? Tôi đặt cái này vô nè. Và tôi để vô nha. 1, 2, 3. Thấy chưa? Rồi, tôi để ngón vô nè. Mọi người nhìn này nha. 1, 2, 3. Đơn giản thôi nè. Để vô nè nha. Thấy không? 1, 2, 3. Tôi để vô nha. Rồi, 1, 2, 3. Thấy không? Tôi để vô nè. 1, 2, 3. Rồi khi 1, 2, 3 xong á, tôi bẻ lên một cái. Chưa? Nó hết đau rồi thầy. Khỏi tay nó đau quá, nó tê luôn. Bây giờ thầy bấm, giờ cho thầy bấm đó. Không trời hết đau luôn rồi. À. Giờ cho thầy bấm thoải mái luôn. Vậy là hết rồi. Không phải đau, thuốc tê. Rồi bây giờ tôi bấm tiếp nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Giờ cho thầy bấm thoải mái luôn. Rồi, 1, 2, 3. Cái này bấm đau lắm đấy. Cái này bấm đau lắm. Không, đau nữa, hết đau rồi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. Sau khi bấm xong á, là ta cũng phải bẻ cái chân lên chút xíu. Hết đau rồi. Bây giờ thầy giống như thầy chích cái kim vô vậy đó. Rồi bây giờ ta đây 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thấy chưa? Chúng ta đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ tôi làm xong rồi, một cái chân nữa. Bây giờ khi mà tôi làm xong một chân á, thì chị này có cảm giác liền
bây giờ chị bỏ chân xuống đi. Không, chưa, cái chân đó thôi, mới con chân à. Còn chân nữa. Rồi, bây giờ chị thấy cái chân vậy nhúng nhúng, chị thấy như thế nào? Rồi, đã quá. Dạ, em thấy mình nhẹ luôn. Bây giờ cho thầy bấm hết sức của thầy. Thôi, bây giờ đau còn nữa. Chân nữa. Bây giờ còn chân nữa. Mình chưa làm. Chưa làm, thầy. Rồi, bây giờ cái chân này cũng vậy. Mọi người nhớ cái bài tập chúng ta là co chân lên. Dạ. Trên á, thì như thường thường mình là học á, người ta không chỉ, mình không biết đâu. Mình để chân thẳng ra thì cái kết quả nó rất là khiêm tốn. Còn khi mình để như vậy là nó khác rồi. Bây giờ ta co chân cái này lên và bỏ cong cái chân này lên và cong cái ngón chân lên, thấy không? Dạ. Và tôi bấm cái này 1, cái chân này là chân 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nghe sao rồi? Chưa thấy đau gì hết. Chưa thấy đau gì hết á. Dạ. Cái chân đau á, nó cái khổ vậy nè. Là cái chân khổ nhất là cái chân không đau. Vì chân không đau phải chịu đựng cái chân đau. Đó, cho nên á, là hồi nãy đau á, là để hồi phục lại hết cái sức khỏe từ xưa bị mất. Còn cái chân này mới là chân chữa nè. Mọi người xem tôi bấm mất cái lần nha. Bây giờ là thứ hai này nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đâu có sao đâu. À, không sao là ngon rồi. Hay quá. Em thấy không có bằng một phần của cái mấy con chân hồi nãy á. Nhưng mà nó tốt rồi nha. Rồi. Giờ là tôi bấm tiếp đi nha. Mọi người thấy á, là cứ thế thôi. Bây giờ tôi bấm tam tinh. Ha. Rồi cũng như là tôi nãy tôi nói là 1, 2, 3 này. Thấy không? Tất cả các đĩa kia là đều có hết thầy. À, có, ở trong đĩa có đủ hết á. Mua hết rồi, sao hết rồi. Cái gì đó là không phải học chứ. Nhưng mà ý hỏi thầy như vậy. Rồi, mọi người sau khi thấy á, là tôi bấm ngũ bội tâm tinh xong á, thì tôi sẽ lấy hai chân lên. Hai chân lên, cái này co lên chút xíu. Co lên. Thì khi co lên á, thì tôi sẽ làm gì? Tôi duỗi. 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 Ha. Rồi xong rồi đó. Là bây giờ là tôi sẽ chỉnh một lần nữa. Tại vì này á, là như nãy tôi nói á, tao bị cột sống lưng thì sẽ bị cột sống cổ. Giờ tôi chỉnh luôn cột sống cổ cái gì này ha. Thì bây giờ chỉnh cột sống cổ, bây giờ quýnh hai cái là thấy khác rồi ha. Trời ơi, đau. Thấy không? Thì bây giờ làm dạ, điều vậy để tôi chỉnh luôn đau, đau hết hai cái ha. Và cái để mà chỉnh cột sống cổ là cái ngón giữa nè. Mọi người nhìn tôi làm nè. Dạ. Rồi, bỏ chân xuống đi, bỏ chân xuống đất. Rồi, xong rồi đem đưa chân lên đây. Rồi, mọi người nhìn hai cái chân chị này nha. Nè, đây, duỗi. Ây da. Đây, mọi người thấy bằng hết chưa? Dạ bằng, hay quá. Rồi, chưa đâu, bỏ chân xuống đi. Rồi, mọi người tránh giùm tôi chỗ này. Cho đứng dậy đi, cứ ngồi tự nhiên. Rồi đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Đứng dậy. Rồi chị nói sao rồi? Đã thấy nó rất là nhẹ nhàng. Nếu mà hồi nãy mình nói là mình đau 10% đó thì vậy em có thể nó lên tới 7-8. Chứ em nói chưa có hấp tới 10. Nhưng mà em nghĩ là cái cảm giác mà đau đó nó lên tới 7. Bây giờ là nó xuống tới 7 rồi. Bây giờ em chỉ còn 3 phần thôi còn đau. Rồi chút xíu sẽ giải quyết 3 phần còn lại. Dạ. Nhưng mà khó nhìn cái hồi nãy tôi nói á, là sau khi bấm xong thì cái hai cái này co lên đó, chỉ cứ đạp lên thôi ha. Và tôi sẽ bấm cái chân của chị này trước là bằng cách gì, tôi cũng co chân lên, mọi người để ý nha. Dạ. Khi tôi co lên thì tôi nắm cái cổ chân co lên và cái này tôi cũng bẻ lên, thấy chưa? Dạ. Và tôi bẻ lên chị hít sâu, thở sâu, có gì đâu. Chị đừng có cảm thấy mà cái bằng chị này nó diễn tả rồi chị thấy hờ hết hồn phải không? Nhưng mà không có sao đó. Gồng lên nó chịu. Hả? Gồng, chị nói gồng. Gồng chi, gồng đâu có gì đâu. Rồi tôi bấm hết một cái rồi, đúng không? Mà chị thấy nghe đau chưa? Đã chưa đâu. Đấy, thấy chưa? Em bây giờ, bởi vì chị thả lỏng ra đi. Thả lỏng. Vậy tôi tắm lần này á, là lần thứ hai rồi nè. Đâu có gì đâu. Bây giờ tôi bấm lần thứ ba nè. Ra giờ mới hơi đau.
hơi đau chút em. Dạ. À, chị này chị nói hơi đau chút xíu. Vì nguyên tắc á, là mình bấm 5 cái. Mà mỗi mỗi cái 5 cái mà mình làm 3 lượt. Nhưng chị này chị nói bây giờ mới đau thì mình phải chăm bấm thêm cái thứ tư. Dạ. Tại vì á, là lúc hồi nãy nó không có nó giống như nó liệt vậy. Dạ. Bây giờ bắt đầu nó mới hoạt động lại. Vậy là có nghĩa là thầy nói là bị nặng đó thầy. Tính nó không cảm giác là đó, đau rồi. Bây giờ khác rồi thấy chưa? Dạ, dạ, giờ mới thấy đau. Bây giờ mới thấy đau ha. Dạ. Đó. Và nếu vậy thì ta không phải làm 3 nữa, mà không phải làm 4 nữa, mà làm 5 luôn. Trời đất. À, đấy. Đấy nè. Đó, bây giờ bắt đầu rồi. Thấy không? Thì làm 5 cái luôn. Rồi, ok rồi. Và nghe đau ha. Bây giờ tôi bắt đầu bấm tam thanh. Ha. Rồi, mọi người nhìn đây tôi bấm nè ha. Rồi, 1. Bây giờ mới đau. Dạ. Bây giờ nó sẽ đau từ từ mà. Dạ. Phải không? Cái này giờ đau không? Bấm vô. Dạ, hơi hơi. Hơi hơi. Hơi hơi, thấy không? Dạ. Tức là chị này là chỉ như vậy là nó cũng nặng lắm á. Dạ. À, cho nên là bấm vô á. Là chưa có ăn liền. Dạ. Mà một chút xíu bắt đầu nè. Dạ. Cái thứ tư nè. Cái này cái thứ tư nè bắt đầu mới thấy đau. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu tôi làm cái thứ năm nè. À, cái đó mới đau đó. À, bắt đầu mới đau, thấy chưa? Thì cái điều quan trọng của người thầy thuốc á, là khi mình chữa người ta đó, là mình theo dõi cảm giác của mình. Và mọi người nhớ là trên cái chị này lệch nhiều đúng không? Vâng, dạ. Dạ. Dùng nhiều. Lệch nhiều hơn chị kia. Và giờ tôi bấm 3 cái. Dạ. À, chị thấy sao rồi? Vừa vừa thôi. Dạ. Thì tôi cũng làm vừa vừa thôi. Nó có chạy lên tính đích không? Nó có chạy lên. Thầy bà thầy, cái đó mấy người ta bị đau gút rồi mới đầu gót nó cản rồi sao thầy? Cái đó người ta bị đau gút là đau. Còn học nữa. Ông kỳ quá. Mới học cái muốn học hết nghề. Ok, và khi ta bấm như vậy xong á, về chúng ta sẽ đo chân chì lại. Mọi người lùi ra cho tôi. Rồi mọi người nhìn đây nha, khoan, bỏ chân xuống đi. Chị bỏ chân xuống. Rồi, đưa chân lên, hai chân lên. Nhìn nha. Đây. Chân cái quần này lên tí xíu. Ok. Rồi, thẳng ra, ngồi thẳng lưng ra. Tôi kéo chân vô từ từ, mọi người nhìn thấy gì? Thấy chưa? Hai chân bây giờ bằng lại hết rồi, thấy chưa? Đâu mất cá rồi, bằng nhau rồi. Và chưa, bây giờ chị này chỉ đi qua bên kia, chỉ nói cái cảm giác. Rồi đứng dậy. Ô lẹ quá vậy. Ôi trời. Rồi đứng dậy. Trời ơi. Rồi, chị nói cái cảm giác làm sao? Dạ, bây giờ thấy là nhẹ lắm, nhưng không phải là chân của mình nữa. Trời ơi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.